kính chào quý vị khán giả và quý bà con. Rất vui khi được đồng hành cùng với quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động, chương trình phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Hôm nay ngày 12 tháng 5 2019, 365 ngày chuyển động sẽ tiếp tục đem đến cho quý bà con những thông tin hữu ích và thiết thực liên quan đến việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, những mô hình hay trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó còn là cập nhật về thông tin thị trường sản xuất nông sản trong nước đáng chú ý. Lâm Đồng mất trắng khoảng 500 hectare hoa cúc vì bị nhiễm bệnh virus sọc thân. Khoảng 75% sản phẩm tiêu Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu của châu Âu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tối đa. Con số hôm nay, nguồn cung hạn chế ở Trung Quốc sẽ đẩy giá thủy sản toàn cầu tăng 25% vào năm 2030. Chuyên mục Chuyện nhà nông, sản xuất cây giống công nghệ cao ở huyện Bảo Lâm. Thưa quý vị và quý bà con, chương trình xin được phép bắt đầu với những thông tin đáng chú ý liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp được ghi nhận từ Lâm Đồng. Quý bà con thân mến, một thông tin rất đáng lưu tâm vừa được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng thông tin, đó là thời gian gần đây, người dân địa phương bị mất trắng khoảng 500 hectare hoa cúc trên tổng số 1.730 hectare vì bị nhiễm bệnh virus sọc thân. Loại bệnh nguy hiểm trên xuất hiện từ năm 2018 do một loài bọ trĩ truyền bệnh lây lan từ cây này sang cây khác và hiện chưa có thuốc đặc trị. Do đó, ngay khi phát hiện bệnh, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần phải nhổ bỏ và đem tiêu hủy nhanh chóng để tránh virus sọc thân lây lan sang các vườn khác. Tại thành phố Đà Lạt, khu vực trồng nhiều hoa cúc như làng hoa Thái Phiên, Trại Mát, Phường 8, v.v. Thống kê ban đầu cho thấy người dân nhiều tuần qua đã nhổ bỏ hơn 350 hectare hoa cúc và tình trạng trên chưa có dấu hiệu cải thiện đáng kể. Theo các thương lái buôn hoa, với diện tích nhổ bỏ lên tới gần 1/3 diện tích như trên, thời gian tới, nguồn cung hoa cúc từ Lâm Đồng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Một thông tin khác đáng chú ý, thưa quý bà con, thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lâm Hà vừa cho biết, qua kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp đủ điều kiện năm 2018, trên địa bàn huyện có 97% cơ sở đạt loại B. Cụ thể, trong số 100 cơ sở kinh doanh phân bón được kiểm tra thì có 97 cơ sở đạt loại B, 1 cơ sở loại C và 2 cơ sở loại A. Còn lĩnh vực kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, trong số 56 cơ sở có 55 cơ sở đạt loại B và 1 cơ sở loại A. Được biết, toàn huyện Lâm Hà có 144 cơ sở kinh doanh phân bón với số lượng bán ra 63.000 tấn mỗi năm và 95 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật với số lượng bán ra 29,7 tấn mỗi năm. Thưa quý bà con, thời gian vừa qua, câu chuyện nóng nhất đối với người nông dân tại các vùng chuyên canh cây công nghiệp có lẽ vẫn là chuyện xoay quanh cây hồ tiêu. Bức tranh rõ rệt nhất của thị trường hồ tiêu Việt Nam năm 2018 là sự duy trì giá thấp kỷ lục suốt 5 năm trở lại đây, mặc dù thị trường thế giới vẫn sôi động. Khi giá hồ tiêu tuột dốc, các nhà cung ứng chế biến và xuất khẩu không dám giao dịch, còn người nông dân thấy giá thấp thì giảm bán ra, khiến doanh nghiệp phải nhập khẩu nguyên liệu từ các quốc gia có giá thấp và chất lượng ổn định hơn. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, năm 2018, sản lượng tiêu tăng 20% so với năm trước, đạt trên 250.000 tấn. Tuy nhiên, do giá tiêu nguyên liệu trong nước liên tục giảm, hiện ở mức 44.000 đồng một ký, thấp nhất trong 10 năm qua, khiến xuất khẩu tiêu cả năm tăng gần 10% về sản lượng, nhưng giảm đến 31% về giá trị. Giá biến động khó lường khiến chuỗi cung ứng hồ tiêu gặp nhiều bất ổn, trong khi chuỗi liên kết này vốn còn rất lỏng lẻo. Muốn nâng cao cái chất lượng hồ tiêu, không có cách gì khác là phải tạo cái sự liên kết, nâng cao cái sự liên kết giữa doanh nghiệp và người nông dân thông qua địa phương để tạo ra cái vùng nguyên liệu với chất lượng cao. Hạn chế về chuỗi liên kết và chất lượng là những nguyên nhân chính khiến ngành hồ tiêu rơi vào khủng hoảng giá. Khoảng 75% sản phẩm tiêu Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu của châu Âu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tối đa. Đây sẽ là thách thức lớn nhất cho ngành hồ tiêu trong năm 2019 nếu muốn lấy lại lòng tin của nhà nhập khẩu quốc tế. Kim Quý nè, Kim Quý có thích sô cô la không? Sô cô la hả? Tất nhiên là con gái thì ai cũng thích sô cô la rồi ạ. Vậy thì Kim Quý có biết là sô cô la được làm từ nguyên liệu gì không? Kim Quý nghe nói là sô cô la được làm từ hạt của cây cacao và ngoài ra thì trong quá trình sản xuất, chúng được thêm sữa, đường, caramel và nhiều phụ gia khác nữa. Nắm thông tin khá là chính xác ha. Và nếu vậy thì Kim Quý có biết là hiện nay cacao Việt Nam được xếp vào hàng ngon nhất thế giới, nhưng đáng tiếc là chưa được nhiều bạn hàng biết đến. Trong nước thì nông dân cũng không mặn mà với cây trồng này do chưa hiểu hết giá trị của sản phẩm, giá bán hạt cacao vẫn còn bấp bênh. Thật là tiếc cho loại cây trồng có giá trị cao này phải không ạ?
Đúng là như vậy, thực tế thì cacao là cây trồng đã được nhiều nông hộ tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Lâm Đồng chọn làm cây trồng để phát triển kinh tế. Và mới đây, nhằm khuyến khích và hỗ trợ phát triển loại cây trồng có giá trị này, Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã cho ra những khuyến cáo quan trọng. Cục Trồng trọt cho biết, trên thế giới hiện nay, nguồn cung cacao chưa đáp ứng đủ nhu cầu, cho nên đầu ra cacao Việt Nam rất thuận lợi nếu đạt đủ điều kiện xuất khẩu. Còn về lâu dài, để cây cacao mang lại hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo thu nhập cho người dân hướng đến xuất khẩu, thì các địa phương cần phát triển diện tích cacao trồng xen với cây điều, dừa, cây ăn quả. Tuy nhiên, nên trồng tại những vùng tập trung có điều kiện sinh thái, đất đai. Quy mô nông hộ đủ lớn, có nguồn lực đầu tư sản xuất, ưu tiên vùng có điều kiện nước tưới, đồng thời có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, xây dựng vùng sản xuất tập trung thông qua liên kết sản xuất với nông dân. Trong đó, đáng chú ý là việc tạo điều kiện để doanh nghiệp trở thành đầu tàu, dẫn dắt phát triển sản xuất cacao trong nước, đẩy mạnh trồng cacao theo hướng thâm canh, nâng cao chất lượng, khuyến khích các mô hình sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm cacao, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm cacao của các công ty trong nước. Thưa quý bà con, bên cạnh những vấn đề trên thì theo Cục Trồng trọt, hiện nay cần tiếp tục đầu tư dự án nghiên cứu phát triển giống cacao dài hạn, nhập nội, lai tạo, chọn lọc giống mới, có năng suất cao, chất lượng tốt để cung ứng cho người dân. Các địa phương có diện tích trồng cacao cần vận dụng các cơ chế chính sách để hỗ trợ người sản xuất, như là hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cánh đồng mẫu lớn cacao trên địa bàn, có chính sách khuyến khích hỗ trợ về đất đai tín dụng đối với doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất cacao. Liên tục chương trình, người dân hoang mang vì hóa chất tồn dư trong đất giết chết vật nuôi. Con số hôm nay, nguồn cung hạn chế ở Trung Quốc sẽ đẩy giá thủy sản toàn cầu tăng 25% vào năm 2030. Chuyên mục Chuyện Nhà Nông, sản xuất cây giống công nghệ cao ở Bảo Lâm. Chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay xin chia sẻ với quý bà con những thông tin phản ánh đáng chú ý liên quan đến tình hình chăn nuôi sản xuất của bà con nông dân nhiều địa phương trên cả nước. Quý bà con thân mến, vào đầu tháng 4 vừa qua, tại xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn đã xảy ra tình trạng trâu bò chết hàng loạt khiến cho người dân hết sức hoang mang, lo lắng. Hiện đã có kết quả phân tích mẫu đất và mẫu nước tại khu vực này cho thấy mức tồn dư cyanua và chì đều vượt ngưỡng cho phép. Ngày 4 tháng 4, hai con trâu đang khỏe mạnh chết bất thường. Ngày 8 tháng 4, có thêm 4 con trâu bò tiếp tục bị chết. Tất cả những con trâu bò này đều chết ở trong khu vực mỏ khoáng sản Nà Díu, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn và biểu hiện ban đầu nghi do bị ngộ độc. Khu vực này trước đây là mỏ khai thác và chế biến khoáng sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Ngân. Sự việc khiến cho người dân ở đây rất hoang mang, lo lắng. Từ năm 2002 là bắt đầu ông bà chia cho là mình được chăn bò riêng từ đấy rồi. Từ đấy về là chưa có cái cảnh chết như này. Nếu mà nó chết dịch nó chỉ ở những cái gốc cây cỏ kia nó chết thôi, nó không chết như ở cái vùng này đâu mà. Trước tình trạng này, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Cạn đã lấy mẫu đi xét nghiệm, kết quả cho thấy mẫu đất và nước ở khu vực trâu bò chết có thành phần chất cyanua và hàm lượng chì vượt gấp nhiều lần so với giá trị giới hạn an toàn. Được biết, cyanua là chất độc đối với cơ thể sống, có thể gây tổn thương cho não và tim mạch, ở mức độ nặng thì có thể dẫn đến ngạt thở và tử vong nhanh chóng. Loại hóa chất độc hại này thường được dùng để tách lấy kim loại vàng từ một số loại khoáng sản. Thưa quý vị, bên cạnh việc ô nhiễm chất độc khiến cho vật nuôi bị chết và đe dọa sức khỏe của người nông dân như vụ việc vừa rồi, một điều cũng hết sức lo ngại hiện nay đó chính là tình trạng ô nhiễm nguồn nước do hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp. Câu chuyện các chủ rừng dùng thuốc diệt cỏ để canh tác một cách tràn lan dẫn đến ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi là minh chứng cho sự nguy hại của hành vi gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước đáng sợ này. Những ngày qua, người dân ở thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi vô cùng lo lắng, bức xúc khi chủ rừng dùng thuốc diệt cỏ phun để canh tác trồng rừng tại đập hồ Huân Phong. Tại đây, một diện tích lớn từng ngọn cây gốc cỏ đều bị chết rụi. Dân ở toàn bộ này là khi hậu quả nước cỏ thuốc cỏ chảy xuống hồ đây là dân nó ăn tre đó là nó bị chảy rất nhiều. Với là cảm là một số cá là gần như là bị tuyệt chủng như cá trào và cá chép là hầu bị năm trước á, là cái hồ đây cá trào rất nhiều nhưng mà 3-4 năm nay là cá trào là gần như là hết mất. Mặc dù chủ rừng phun thuốc nhiều năm nay, người dân liên tục kiến nghị nhưng chính quyền địa phương không giải quyết ngăn chặn vụ việc trên. Cái chủ rừng này là phun tràn lan để hả? Thì ảnh hưởng đến nguồn nước và ảnh hưởng đến cái môi trường đời sống nguồn nước ngầm của người dân. Thì người dân đã nhiều lần phản ánh và tôi cũng đã trực tiếp
báo cáo về quỹ ban để có cái biện pháp giải quyết và có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Tình trạng người dân các địa phương sử dụng các loại thuốc trừ sâu diệt cỏ cho cây trồng ngày càng trở nên phổ biến. Trong khi đó, đa phần thuốc diệt cỏ mà bà con sử dụng đều không rõ nguồn gốc xuất xứ và không lường trước được tác hại của nó tới sức khỏe con người, động vật và gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường, đất nước. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. Giá thủy sản trung bình trên toàn cầu ở thời điểm 2030 sẽ tăng 25% so với năm 2016. Thưa quý bà con, nhu cầu thủy sản toàn cầu ngày càng tăng trong khi khai thác và nuôi trồng thủy sản tăng chậm lại. Nhất là ở Trung Quốc, nhà cung cấp hàng đầu thế giới sẽ khiến giá tăng cao. Đó là nhận định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc FAO trong một báo cáo vừa công bố. Trong năm 2016, tổng sản lượng thủy hải sản trên toàn cầu đạt mức cao kỷ lục 171 triệu tấn với khai thác tự nhiên chiếm 53% và nuôi trồng chiếm 47%. 88% trong số đó, tương đương là 151 triệu tấn, được con người sử dụng trực tiếp. Tuy nhiên, theo FAO, tốc độ tăng trưởng hàng năm của nuôi trồng thủy sản sẽ chậm lại do các chính sách mới và điều kiện thay đổi của môi trường khí hậu. Dự báo tốc độ tăng trưởng chỉ đạt 2,1% trong giai đoạn 2017-2030 so với mức 5,7% trong giai đoạn 2003-2016. Trong đó, đáng chú ý là sự chậm lại trong sản xuất và nuôi trồng thủy sản của Trung Quốc sẽ khiến giá tại nước này tăng lên, kéo giá thế giới tăng theo. Vì nhu cầu tăng mạnh, giá thủy sản trung bình trên toàn cầu ở thời điểm năm 2030 sẽ tăng 25% so với 2016. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất, nông lâm, ngư nghiệp đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Quý vị và bà con thân mến, theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng, hiện trên địa bàn tỉnh có tới 273 cơ sở sản xuất cây giống và hạt giống nông nghiệp. Trong đó có các địa phương như Bảo Lâm, Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, chủ yếu tập trung sản xuất các loại giống cây công nghiệp dài ngày như là bơ, cà phê, sầu riêng. Hiện việc đầu tư sản xuất cây giống theo hướng công nghệ cao cũng đang được đa số bà con nông dân nơi đây áp dụng. Anh Nguyễn Văn Biên ở tổ 2 thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm đầu tư 5.000 m2 để sản xuất cây giống. Đến nay, 3.000 m2 trong đó đã được anh đầu tư bài bản, dựng nhà kính với hệ thống tự động giúp cây giống phát triển ổn định hơn. Từ nhỏ đã tiếp xúc với nghề làm cây giống nên ở vườn ươm này, sau khi ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chất lượng cây giống được tăng lên rõ rệt. Làm ở ngoài trời thấy nó, nói chung là nó không có bơ này, nó không có phát triển được như trong nhà kính. Thực sự cái nhà kính này thì nó thứ nhất là mình chủ động được lượng nước tưới, là mình chăm sóc mà là sâu bệnh nó cũng dễ kiểm soát sâu bệnh nữa. Rồi lúc mà mình ghép cây mình cũng nói chung là mình kiểm soát được nó, cái lượng nước rồi tưới thế nào phù hợp mình canh được. Tức là ngoài trời thì mình đã không canh được những đó. Ở vườn ươm này các loại giống sản xuất chủ lực vẫn là bơ, cà phê và chè. Mặc dù đầu tư như thế này vốn ban đầu rất lớn, nhưng lợi nhuận từ cây giống mang về cũng đáng kể. Theo anh Biên, nếu làm tốt thì kinh doanh cây giống lại gấp mấy lần so với trồng trọt thông thường. Hơn nữa lợi thế so với trước kia là làm giống trong nhà kính giảm thiểu được tối đa thất thoát do dịch bệnh, giảm lượng nước tưới và thuốc men, do đó cây giống cũng khỏe hơn. Vườn ươm Trường Sơn cũng ở thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm có diện tích 12.000 m2, cung cấp chủ yếu các giống bơ, sầu riêng, cà phê, chè, cũng là một trong những vườn ươm nổi tiếng ở khu vực với cây giống chất lượng cao. Mỗi năm vườn ươm này đưa ra thị trường vài chục ngàn cây giống các loại. Làm cái công nghệ cao này thì nó sẽ giảm công cho mình hơn, hạn chế được lượng nước, hạn chế được sâu bệnh hơn là so với canh tác bình thường ở ngoài. Môi trường làm việc thì nó sẽ tốt hơn là ở ngoài. Ở ngoài nhiều khi mưa, gió các thứ rồi mình không chủ động được. Đối với huyện Bảo Lâm, hiện có khoảng 10 hectare vườn ươm, trong đó có 5 hectare sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Chủ yếu bà con nông dân sản xuất các giống cây công nghiệp và một số ít sản xuất hoa. Địa phương luôn định hướng để các vườn ươm sản xuất đạt chuẩn, đăng ký chất lượng với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng, đảm bảo cây giống khi xuất vườn đều có chất lượng tốt nhất. Để có cây giống tốt phục vụ cho chương trình trồng mới năm 2019, ngay từ của quý 4 năm 2018, chúng tôi đã hướng dẫn cho các vườn ươm về vấn đề kỹ thuật là gốc ghép là phải sạch để cho nó khi nông dân mang ra thì nó mới trong cái rễ mà phát triển được. Đặc thù như chúng ta đứng những cái bơ đây, chúng ta thấy cái bầu hướng dẫn nông dân làm rất là to và cái hạt giống là được tuyển chọn, cho nên là cái khả năng sinh trưởng của cái gốc ghép rất là tốt.
Cây giống đạt chất lượng sẽ giúp người nông dân đảm bảo có được vườn cây tươi tốt, đặc biệt với những cây công nghiệp dài ngày thì yếu tố chất lượng giống cần phải đặt lên hàng đầu, bởi những loại cây trồng này sau 3 đến 5 năm mới cho quả. Chính vì vậy, việc áp dụng các mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất cây giống, nâng cao chất lượng, kiểm soát được đầu vào của cây giống và có thể truy xuất nguồn gốc cây giống là điều rất quan trọng. Đây cũng là hướng đi mà nông dân cũng như chính quyền huyện Bảo Lâm luôn hướng tới. Quý bà con thân mến, nội dung vừa rồi của chuyên mục Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 02633 829930. Chúng tôi xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và quý bà con trong chương trình ngày mai.